tuổi hiện nay, việc mà các tài xế chạy taxi thấy khách để quên đồ ở trên xe trả lại cho khách gần như là đã trở thành một cái thông lệ rất là tốt và rất thường xuyên. Kể cả tất cả các hãng taxi, không riêng hãng taxi nào. Chẳng đâu xa, ngay trên chiếc xe chúng tôi đang đi từ Phú Mỹ Hưng tới Tân Sơn Nhất để rời Việt Nam, thì anh tài xế kỳ này là anh tài xế Vinason đã nhặt được, không phải là nhặt được nữa, mà có người khách để quên một cái vali ở trên xe. Anh đang sẽ trả lại cho họ trong giây phút sắp tới. Và nhân câu chuyện đó, chúng tôi cũng đã nói tới cái vấn đề nhặt của rơi ở trên xe đối với các tài xế hiện nay. Anh Hồ Thành Giỏi, anh kể lại câu chuyện về cái việc mà cái vali này nó để quên như thế nào anh? Thì cái nguyên nhân là khách thật để quên tại dập tầm một chiếc vali màu vàng trên xe. Sau đó khách hàng có gọi điện và tôi sẽ cầm máy để mà nghe trực tiếp. Là tôi kiểm tra thì phát hiện là phía sau cốp xe có một chiếc vali do khách hàng để lên xe chứ không phải là bản thân của Giỏi để. Nhưng mà theo cái bản năng của Giỏi là về đạo đức nghề nghiệp thì Giỏi này cảm thấy là nên trả lời cho khách hàng ngay lập tức. Và khách hàng hẹn là khi nào có ra quận nhất là số 50 đường Phạm Hồng Thái trả lời cho khách hàng. Khách hàng rất cảm ơn nhiều. Mà tôi, bản thân tôi cũng không có đòi hỏi bất cứ một cái đề nghị để mà chia quê hồng hay bất cứ cái thứ gì từ khách hàng. Vì sao khách hàng là để quên tài vật trên xe taxi Vinasun chứ không phải là rớt ngoài đường mà mình có cố tình mình tham như thế. Cái hành động đó là mang thiếu đạo đức nghề nghiệp. Cái chuyện mà lần này thì là chiếc vali. Nhưng mà chắc là trong cái thời gian mà anh chạy xe từ xưa đến nay, chắc cũng đã từng nhiều lần nhận được thấy người ta để quên. Anh kể lại là một vài hồi đó giờ nhiều hay không anh? Và những cái món gì? Tương đối thì cái thấp nhất đó là cái chai rượu Sampan khoảng 2,5 triệu. Còn cái cao nhất là cái điện thoại iPhone 4, 5. Thì dạo đó thì bây giờ điện thoại iPhone 6 thì bây giờ là chưa có nhặt được, nhưng mà nhặt được iPhone 4 năm rồi cũng tự động trả khi khách hàng có nhu cầu gọi điện trực tiếp. Thì sau 705 tài Giỏi này sẽ bắt máy và nghe trực tiếp, hẹn nơi chỗ nào đó đến địa điểm để giao trực tiếp cho khách hàng. Và khách hàng rất là khen thưởng tại 705 là Giỏi rất là nhiều lần. Và được công ty cũng đã được từng quan ninh là trong vòng 2 tháng đã có 2 lần trả tài vật cho khách. Và được anh em trên công ty cũng như cán bộ công nhân viên khen ngợi rất là nhiều. Nhưng mà ngoài 2 cái lần đó thì nói nếu mà tổng cộng đó, hồi xưa giờ anh đã trả cho khách nhiều lần không? Khách hay để quên không? Có thể là khách để quên không nhiều lắm, riêng về xe riêng của 6705 với tài ngày trước là chạy 1064 thì trả tổng cộng khoảng 24 lần từ vật nhỏ tới vật lớn. Còn về những thí dụ như những cây dù mà khách hàng để quên mà không biết khách hàng đó là ai, cũng không biết người nhận, thì mình không thể nào để có thể trả được, hoặc không thể nào mang lên công ty được. Những cây dù nó cũng chẳng có giá trị tiền bạc gì tới đâu, nhưng không có phải biết nhà cửa thì mình mới trả được, còn không biết thì coi như cái đó mình có thể sử dụng. Điều mà đó, cái nào nói phải có là sẽ có, chứ những tài xế đa phần không có thể giữ những cây dù thôi đâu, mà có thể giữ những cái tài vật có giá trị rất là cao nếu như cố tình chiếm giữ. Và những tài xế đó em cho là không tốt và thiếu đạo đức nghề nghiệp trong kinh doanh. Tức là những cái món đồ mà thật là rẻ tiền, không còn đáng, không quá, không có giá trị gì lắm, như là chiếc cây dù đấy, thì không có cách nào để trả lại cho khách, thì thôi mình có thể giữ lại đấy. Nhờ mấy cái món quà mà mấy món đồ mà có đắt tiền thì mình phải gửi cho họ. Đúng rồi, bắt buộc. Nhất là cái mà cái hồi nãy anh có kể chuyện về cái vấn đề cái phone á, anh cũng có nói tới cái việc là cái phone, ngoài cái giá trị của cái phone mà cái dữ liệu bên trong mới là quan trọng đối với người ta. Anh nói cái điều đó. Về cái nguyên cái trình tự mà tôi cần nói cho các bạn nghe, đó là
về cái những cái chiếc điện thoại á, khách hàng người ta không phải là tiếc cái điện thoại 5-10 triệu hay 20 triệu đó đâu, nhưng mà cái phần dữ liệu á, của họ rất là quan trọng. Bây giờ là họ là ở trong những cái xe toàn là dân máu mặt đã lên, giờ lên công an việc làm của ta rất là có giá trị trong những cái dữ liệu, trong những cái điện thoại hay là iPad nữa, thì mình không, tuyệt đối không được quyền chiếm giữ. Bởi một khi mình chiếm giữ, chẳng những là mất tài sản người ta đã đành rồi, nhưng mà mất luôn cái dữ liệu, là mất công ăn việc làm của khách hàng, là của người ta, khó mà có người ta có thể phục hồi được. Điều đó cho thấy mình vô tình mình làm tổn thương cho người khác, và cái đó là thiếu đạo đức nghề nghiệp. Cho nên yêu cầu là phải trực tiếp phải loại bỏ những cái thành phần xấu trong cái ngành taxi ra. Nhưng mà thông thường thì theo anh nhận xét đó, thì thông thường là khi mà nhặt được hoặc là khi khách để quên á, thông thường là giấy taxi họ có hay trả lại như anh không? À, thành phần trả lại rất là cao. Bởi vì á, riêng cả hãng Vinasun này thôi, thì cái phần mà trả lại cho khách hàng thật sự là đếm không nổi. Nhưng cái thành phần xấu á, không phải là không có trong cái hãng Vinasun, mà đặc biệt là những cái hãng MyLink hay bất cứ hãng nào cũng vậy. Nhưng mà tất cả nói về hãng MyLink và Vinasun là hai hãng lớn trong thành phố này, thì cái chuyện mà trả tài vật cho khách rất là nhiều. Nhưng mà đâu đó vẫn có một cái số thành phần nhỏ gọi là họ tham lam ấy, thì họ sẽ chiếm giữ. Mà điều đó cho thấy nếu mà đã chiếm giữ những cái tài vật không quan trọng thì không nói gì, nhưng mà những cái dữ liệu mà từ iPhone, iPad rồi bất cứ những cái món vật nào có thể là giữ lại được dữ liệu cho khách hàng, thì cái đó mình tuyệt đối là, nghe tôi một lần nữa lặp lại, là tuyệt đối không được chiếm giữ bất cứ hoàn cảnh nào, phải trả lại cho khách. Dường như là cái cách điều hành, cái cách hoạt động của taxi bây giờ, cách tìm lại đồ mất của taxi bây giờ, nó cũng là một cái cách khiến cho cái việc mà chiếm giữ cái đồ khách để quên cũng tương đối khó hơn. Có nghĩa là cái việc mà tìm ra nó bị nằm ở đâu cũng dễ hơn. Nó cũng khiến cho những người mà có ý định muốn chiếm giữ cũng phải e ngại, đúng không anh? Dạ đúng rồi anh. Về cái phương châm mà hiện nay thì công ty cũng đã nỗ lực để mà chuyển qua cái bên taxi Vinasun app. Thì chiếc app của taxi này là được theo công nghệ của Uber Grab. Đâm ra thì cái sự mất mát của khách hàng ngày được giảm đi, là khách hàng cũng đã thân thiện rất là nhiều so với cũng đường Tiền Dương với hãng Vinasun và MyLink rất nhiều. Cho nên bây giờ giữa Uber Grab bây giờ cũng mang cái tính chất bảo hòa, và chính cả Uber Grab nhiều lúc đã có địa chỉ hẳn hoi nhưng mà vẫn tham lam về tài vật, có nghĩa là vẫn tham lam iPad hay điện thoại gì đó. Điều đó cho thấy tất cả các hãng taxi dù bây giờ có Uber Grab ra thông minh cỡ nào nhưng mà vẫn có cái tình tự là vẫn chiếm giữ tài vật cho khách, và những người trực tiếp đó cũng đã có tham gia. Nhưng mà đã nói rồi, một con sâu làm sâu nồi canh, chứ không phải tất cả các hãng taxi nào cũng được từng mà gọi là trong thạch sạch hết được. Đâu đó vẫn có thành phần xấu, thì cái đó là mong là quý khách thì cũng nên cân nhắc về trước khi xuống xe, nên kiểm tra hành lý. Như vậy là nói đi nói lại thì cũng ở đâu cũng có, dù là cái tập thể tốt tới mấy đi nữa cũng vẫn có thể có những cái con sâu rồng rầu nồi canh như anh ấy nói. Anh nhắc tới cái vấn đề cái app á, của Vinasun á, hiện nay thì MyLink cũng đã bắt đầu có app rồi, Vinasun thì đã có app còn trước đó lâu nữa. Là một cái người lái xe thì anh vừa là chạy app mà vừa là chạy như là truyền thống, anh thấy cái đó như thế nào? Riêng về bản thân của tài 6705 là giỏi, thì giỏi cảm nhận được là công ty cũng đã nỗ lực để mà duy trì được cái chén cơm manh áo cho anh em, để duy trì được cái phong thái của cái hãng Vinasun của mình. Thì thấy là công ty cũng đã không ngừng nỗ lực, và anh em cũng đã không ngừng nỗ lực để học hỏi, và những ngày đi tập huấn về tất cả những cái app hay là bất cứ những cái nội quy gì từ công ty đề ra, thì anh em đều phải đi học để mà học hỏi, để rút kinh nghiệm, hoặc làm bất cứ một cái công việc gì đó gọi là có liên quan tới ngành Vinasun mình, để không bị tụt hậu, có nghĩa là không thể theo truyền thống mãi mãi, và chúng ta phải vượt theo công nghệ của họ để duy trì được cái hãng taxi Vinasun hoặc là hãng MyLink của mình. Hiện nay là hai hãng tôi vừa nói, là hai hãng gồm là
hai hãng lớn. Vậy thì bây giờ đó là khi mà anh bắt khách đó, là anh bắt qua app là chủ yếu hay là qua cách truyền thống khi mà tổng đài gọi là chạy tới thưa anh? Theo anh nói thì Giỏi xin trả lời là cái phần mà gọi là app á đã chuyển qua được 70%, nhưng về cái quy trình mà để mà nhận khách á thì nó vẫn còn yếu kém so với Uber Grab rất là nhiều, hay nói ngắn hơn là cộng đồng mạng á, thì nó phát nhiều lúc đi ngược chiều hay là thậm chí đánh vào đường chim bay cách xa hàng 4-5 cây số mà vẫn quét chúng. Điều đó nó cũng hơi trở ngại cho cánh tài xế của chúng tôi. Nhưng mà đặc biệt hết thì cũng xin nói thẳng, giờ đã dựa theo công nghệ app và đã có được cái trình tự khoảng 40-50% thì coi như là đã thành công lắm cho Vinasun rồi. Thì về có từ lúc mà có cái phương châm app này ra, dù cho cái ngành doanh thu của công ty và của anh em có hơi bị thấp kém chút, nhưng mà so với cái sự nỗ lực đó, thì anh em vẫn có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ. Chúng ta đã đi tới gần phi trường rồi và câu chuyện cũng được nghe rất nhiều từ anh Giỏi, Hồ Thành Giỏi, tài xế 6705 của hãng Vinasun, chia sẻ về cái vấn đề một lần nữa để quên khách, đồ của khách ở trên xe, và thêm cái thông tin về vấn đề cái app. Câu chuyện đến đây có lẽ là sẽ tạm ngưng để mà có thể vào làm thủ tục ở phi trường. Cảm ơn anh Giỏi rất nhiều. Rồi, cảm ơn. Và anh nói điều gì với lại khách hàng tương lai của anh? Giỏi thì xin cảm ơn cái sự góp ý của khách hàng thân mến, và cứ có lời khuyên nhủ là khách hàng cứ yên tâm cứ sử dụng những cái hãng taxi Vinasun và hãng Mylink, và đồng thời là các hãng các taxi khác. Nhưng cho Giỏi nói một điều là khách hàng nên trước khi xuống nên kiểm tra hành lý trước khi xuống xe, hoặc là nên nhắc nhở tài xế xem cử chỉ của họ có nhắc khách hàng có để quên hành lý hay không. Đó là, nhưng mà quan trọng nhất là chính mình phải giữ lấy cái của cải của mình. Lời khuyên rất là đáng giá của anh tài xế Vinasun Hồ Thành Giỏi.